Thì con trước đi. Ừ, Bi ăn đi. Bi, sắp sức. Bi thèm quá rồi cô chú ơi, mà không dám ăn. Xin chào cả nhà ơi. Xin chào. Cả nhà ơi, nãy ăn hải sản rồi đó, giờ cái hai đứa nói muốn ăn gà chiên, rồi giờ mua gà chiên về. Tại vì hồi nãy đang quay đó, cái ba Bi bận đột xuất rồi mới chạy ra cả nhà. Chạy ra ngoài rồi đi về ghé mua gà chiên cho hai đứa nhỏ luôn. Con ăn cái gì? Con tay gà. Mình ăn hai loại gà chiên, một loại bulikư, cái loại mà có cái sốt của phô mai á cả nhà. Phô mai làm như là bột phô mai rồi gắt lên á. Với lại một cái này là một cái gia vị nước tương. Hambaro. Ừ. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Mà xuất sắc. Mời đi, ổn đi. Ổn chim mà xuất sắc. Hai đứa nó thèm gà chiên mà nó thèm cái loại này đó cả nhà, loại phô mai nè. Mà gần nhà không có bán. Ba Bi phải chạy ra đằng xa mới mua được. Mình nói đó thôi, đi chỗ gần được thì không có, để lần sau ăn. Ba Bi không chịu, nhất định là phải mua. Để gặp nhau. 사실 씹으려 그랬는데 뼈를 씹었어. 아직 뼈하고 살을 잘 몰라? 아직 애기. 애기지? 아니. 아니야. 절대 그럴 수 없어. 나 giống như ăn trắng miệng á. Ăn hồi ăn dưa hấu với lại chuối cả nhà ơi. Không có dâu tây. Bữa nay chỉ có dâu tây trái nhỏ xíu vậy thôi. Mà cái trái dâu tây đó bình thường nó không ngon. Mua cái đó về để giống như để xay sinh tố hoặc là xay làm chem á cả nhà, làm mứt dâu tây á thì được, chứ ăn bình thường không ngon, cho nên là ba Bi không mua. Không có nho mẫu đơn luôn. Làm như hôm nay ngày chủ nhật á, hết hàng rồi. Cho nên là mua dưa hấu với chuối luôn. Tan kỳ hộp xin đi gà, tam chu tan kỳ sa sa mực cha. Có ổn nó ngủ quỷ đấy. Một á. Tan kỳ hộp. Chẳng có tôi đọc sao. Ủa nên chú anh xin nai lại nha. Chọc tôi là thạc xa rồi bởi lý gắt ta chứ nè. Thạc tôi không sợ. Biết ngon không? Dạ. Dạ nhưng mà sức sớt. Thì bú linh khư mà sức sớt. Thật cool lắm. Chai rồi bú lý gắt sợ. Lê bị gắt kính sẵn không? Hai đứa nhỏ muốn ăn cái loại có phô mai nè, là chưa ăn lần nào cả nhà, giờ muốn ăn lần đầu tiên, nhất định là phải muốn ăn. Mà bây giờ hỏi là không biết loại nào ngon. Không lẽ nó dở sao? Mà chứ không sao anh. Phải mang bụi mà thêm nào, chứ không bộ có. Mấy xin nhưng mà chuyện chứ có mất cho nào. Chay là bộ đồ nhìn cả, chứ có mất, chứ có mất. Mất. Cảnh sát nào. Ăn cái này là phải cắn từ trong tới ngoài luôn, nó mới giống như đồng đều là cả nhà. Ở ngoài á thì cái gia vị nó hơi mặn một xíu, nhưng mà ở trong á nó không dính gia vị á thì nó nhạt. Mà nếu ăn cái này ăn cái kia thì nó không ngon. Phải ăn, phải cắn cho thật là nhiều cho nó dính vừa da vừa thịt thì nó mới ngon. Ăn bắp cải cứt nghe. Cái cứt cả gà làm chi làm đó. Cái mặt như con mèo mình. Chicken 먹고 수박 먹어봐. 대박. 왜? 먹어봐. 먹어볼게. Để ăn thử nha. Ồ cái tai bây giờ trời ơi. Căm nè. Suốt hôm nay thì phải nói là nó dở cả nhà. Nhưng mà nó không có trái cây. 뭘 먹긴 먹는데 뭘 먹는지 모르겠어. 이건 뭐야? Muối. Cái trái là dưa hấu hôm nay nó dở dữ vậy trời. Chicken 먹고 수박 먹으면 무슨 맛이 난다고? 먹으면 알아.
아까 먹었잖아. 줘봐. 어때? 치킨은 안 먹었잖아. 맛있는데? 수박 맛 한 개도 없다. 짜지 하나 좀 먹을 거야, 그죠? 수박이 좀 됐다. 무슨 맛인지 모르겠어. 저번에 딴 게 맛있어. 그치? 다음에 또 사 먹어야겠다. 이거 먹어볼게. 단물 먹는 거 같아, 단물. 단맛이 나? 저 맞나요? 설탕물 맛 나는 거야? 아무 맛도 안 나는데. 그래요? 뭐해? 아, 먹어보고 싶어. 랑피지 있게 얘기했다. 왜 그래? 정민규 하우 점프만 괜찮아. 이거 더 맛있어. 양념 맛이 안 난다. 그래도 맛있네. 응? 뭔 말이야? 어이. 아. 자, 벌써 세 개. 세 개. 하나 세 개. 네. 아. 이 고개 들어. 왜? 어, 리바이 됐다, 망가. 리바이. 우리 살찌는 리바이요, 성격. 먹어, 이제. 딱 갈 줄 알았어. 응. 은주도 손 있어. 닦을 수 있어. 아. 왜 이렇게 크게 하는 거야? 너도 얼굴 좀 닦아. 머리, 앞머리 자르지 말. 이제 머리 길어야 돼. 네. 날개 하는 건 좋지. 어. 야. 아, 이거 어떻게 찍었냐? 근데 이거 맛있는 이유가 얘는 날개, 봉, 다리 세 개 만들었잖아. 얘는 퍽퍽한 살이 많잖아. 이거 그렇게 없어? 이건 없어. 어쩐지 잘 먹었네. 아, 나 이 소스 맛있어. 왜 맛 없다 그러지? 이 소스는 맛있어. 근데 가루가 별로라고. 이제는 얼굴 하나도 안 보여. 그치? 돌아. 아니, 그럼 그 여자. 어때? 맛있어. để bà đưa con đứa nào cũng dễ ăn hết cả nhà. Cho gì ăn đó. Ôi, 때문에 청원이까지 이상해지고 있어. 바나나 어떻게 할까? 응. 이쪽으로 까? 이쪽으로 까? 베트남. 이쪽 까요, 원래. 베트남 이쪽. 난 왜 이럴 건지 모르겠어. 깔끔하잖아요. 편하자, 이거 똑부러져서 까기가. 와, 덜 익었어. 약간 떫어, 덜 익었어. 떫어. 아, 나 이 몸 조심 커는 거냐? 아, 저 대형 꽉 조심. 몸 조심을 안 해. Mua của người Việt Nam mình mở cửa hàng Asiana bán trái cây rau quả hay là các món khô á thì mới có chú sim. Chứ mà đi siêu thị là chú già thôi, có chú già. Ở quê mình gọi là chú già cui. Con gái. Con hả mẹ? Con gái gì? Con gái. Con gái Shopee gì? Trời đất ơi, thì Bi là con gái. Shopee cái con gái. Con gái là biết gì không? Là dơ cha đó. Số nhỏ. Con gái mà Su Nhơ mới chịu đó nha. Tao chọn tao kêu mình mình. Trời ơi. Thì ghê quá cô chú ơi. Trời chó côi. Cái miệng nè. Đúng rồi. Chơi này. Giang nhóm nhóm ta bà lơ vô xuống. Sao mà mong ngăn nhá. Mà xích xa.
아이 몰라. 나 살 빼야 돼. 그만 먹어라. 나 1kg 빠져 그렇게. 많이 못 먹었어. 1kg 빠졌으면 난 3kg 빠졌겠네. 나 무게가 안 줄어. 늘지도 않고 줄지도 않아. 화를포 먹었어? 근데 왜? 운동도 했는데 근육이 많은 건가? 말이 되냐? 화를포 먹어. 운동도 하고 그래. 살 안 빠져. 맞아. 여기 살 빠져. 5, 6kg 빠졌어. 나 왜 안 빠져? 운동도 안 하는데. 작은 주 이거야. 괜찮아. 그릇이 두 개가 있잖아. 이게 밥이 그게 반찬이야? 반찬이 좀 많지? 반찬을 좀 많이 갖고 왔어. 어? 밥 먹다 보니까 반찬이 남아. 밥을 좀 더 갖고 와. 먹다 보니까는 밥은 없고, 밥은 남았는데 반찬이 없잖아. 반찬을 또 갖고 와. 그러다 보니까는 계속 먹는 거야. 진짜야? 우리 예의람 사먹 룩. 어떻게 알았어? 예의람 사먹 룩. 아, 그러면서 살찌는 거야. 아, 자기 연하도 그렇게. 아유. 나 벌써 다 사올게. 오. 아, 똑똑하다니까. 마음이 알았네. 원래 그렇게 살찌는 거야. 나 모르네. 그러면, 이제나, 자나. 우리 난시니까, 그럼 모르네. 무슨 소리야? 봤어, 내가. 어제는 국 끓여서 밥 먹잖아. 이만큼 달래. 근데 모자라네. 밥 더 갖다 먹어. 그러더니, 어? 배가 터질 것 같아. 자, 오늘 mình quay đến đây thôi cả nhà ơi. Đăng ký kênh ủng hộ gia đình Chào Anh Family nha. Bye bye. Bye. Oppa.